Tròn một năm Hải Như mất tích, chị gái đăng đoạn ghi âm làm ai nghe cũng chấn động. Như vậy là đã tròn một năm kể từ ngày cô gái Hải Như sinh năm 1999 ở Hà Nội mất tích, nghi do bị người yêu cũ ra tay. Đã một năm trời ròng rã tìm con, thế nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đó khi mọi việc chỉ như vừa xảy ra từ ngày hôm qua. Cũng khoảng thời gian ấy kết hợp với công an điều tra, nhưng mọi việc không một chút manh mối làm gia đình càng trở nên bất lực, sống không thấy người mà cũng không thấy xác ở đâu. Hôm nay, chị gái song sinh của Hải Như là Lương Quỳnh Như đã đăng tải bài viết kèm theo đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của em gái và người yêu cũ là Tống Nguyên Tiến, làm ai nghe cũng nổi hết da gà, khi mà sự manh động của thanh niên này cũng đủ hiểu cô gái Hải Như sẽ lành ít dữ nhiều. Có thẻ vẫn đòi là gì đây? Con hoặc anh nó cũng cần tiền chứ không đâu. Cần Quỳnh thì... cũng cần tiền chứ không đâu. Tao trả Quỳnh 10 triệu rồi, tao đã bảo 1-2 hôm nữa tao lấy tiền tao trả Quỳnh luôn. Thì tao vẫn nói hộ mày cho, nói hộ công ty mày. Thế mày phải ăn nói như thế à? Tao nói tại vì hôm đấy mày quên nói tao để... mày ăn trộm xe à? Tao hỏi mày thế, mày bảo tao không được nói như thế trong khi mày ăn trộm xe. Riêng mày ấy. Kể cả mày chảy máu bây giờ tao không quan tâm mày nữa luôn nhá. Mày có thể đi ra ngoài, để tao lấy khăn thì tao còn lau. Mày lau đi, tao ngồi đây nói chuyện mày thích gọi ai sang gọi nhé. Nhanh lên. Tao phải đứng dậy, tao lau máu các kiểu đã. Với mày cứ lau đi nhá. Thế thì thôi. Tao ở mày, tao vay mày. Tao đi vay mượn nợ nần thêm cho mày bao nhiêu tiền. Thế tao, bây giờ mày tao mày giờ mày không xứng. Thế tao ở mày, trước đây tao nợ mày mấy trăm triệu. Tao chuyển tiền cho mày. Mày nên nhớ tao bảo không, anh nhầm rồi nhá, tao xin lỗi mày như nào. Thế tao bảo mày mày đi dơ ra ngoài không? Bây giờ mày ngồi dậy nói chuyện đi. Mày đi ra cho tao đứng dậy, ok, tao buộc tóc đàng hoàng. Đang sạch sẽ rửa mặt sạch sẽ xong, ok. Thì tao đấy. Đóng cửa lại. Không, anh bảo không phải đóng cửa. Đóng cửa lại, tao đứng dậy cái, xong rồi tao ra. Anh bảo không phải đóng cửa. Rồi. Thế thôi. Mày thích làm gì làm. Cũng theo chị gái Hải Như chia sẻ, gia đình đã giao nộp hết bằng chứng lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên vì lý do bảo mật nên đến giờ cô gái mới có thể đăng dần những bằng chứng đó. Và còn rất nhiều cái khác đáng sợ hơn, nhưng vì vẫn đang trong quá trình điều tra nên Quỳnh Như không được phép tiết lộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.